Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, dịch viêm phổi cấp do virus Corona đang có nhiều diễn biến phức tạp. Bộ Y tế đã đưa ra nhiều khuyến cáo về dấu hiệu nhận biết bị mắc bệnh và cách phòng chống nhiễm bệnh. Vậy những ai có nguy cơ cao mắc căn bệnh nguy hiểm này và trước tình hình dịch bệnh Corona lây lan nhanh với mức độ nguy hiểm như hiện nay, cần lưu ý những gì để hạn chế lây nhiễm virus Corona? Đây cũng là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Những người có nguy cơ cao mắc virus Corona, theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị virus Corona của Bộ Y tế, các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona mới bao gồm người bị sốt và viêm phổi, viêm phổi kẽ hoặc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển dựa trên lâm sàng hoặc hình ảnh X quang tổn thương các mức độ khác nhau mà không lý giải được bằng các nhiễm trùng hoặc căn nguyên khác, bao gồm tất cả trường hợp có chỉ định lâm sàng xét nghiệm viêm phổi cộng đồng. Người bệnh sống hoặc đi du lịch tới vùng dịch tễ có bệnh do virus corona mới trong vòng 14 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng. Người tiếp xúc vật nuôi bị bệnh, động vật hoang dã ở các vùng dịch tễ trong vòng 14 ngày, người tiếp xúc trong thời gian ủ bệnh 14 ngày, với trường hợp sốt và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân xuất hiện trong vòng 14 ngày sau khi du lịch tới vùng dịch tễ có bệnh do virus corona mới bệnh có các biểu hiện lâm sàng x quang hoặc xét nghiệm giải phẫu bệnh phù hợp với các triệu chứng của bệnh viêm phổi do virus corona một số trường hợp khác có thể mắc bệnh thông qua bằng chứng dịch tễ và lâm sàng bao gồm người tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh đã được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm bao gồm những người chăm sóc bệnh nhân nhân viên y tế gia đình người thăm bệnh biểu hiện nhiễm virus corona. Khi nhiễm virus corona, người bệnh bị các bệnh liên quan tới đường hô hấp trên ở mức từ nhẹ tới trung bình, tương tự như chứng cảm lạnh thông thường. Các triệu chứng biểu hiện của nhiễm virus corona gồm Corona virus là bệnh lây qua đường hô hấp, dấu hiệu của bệnh là sốt, ho, khó thở, biểu hiện như là viêm phổi cấp, càng được chú ý đối với những người đi từ Trung Quốc về hoặc người đi từ vùng dịch về, người có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh. Do đây là bệnh viêm phổi do virus, virus corona chủng mới, thuốc kháng sinh không có tác dụng, các loại thuốc chống virus hiện tại được dùng cho bệnh cúm thông thường cũng không hiệu quả. Cách tốt nhất vẫn là nhập viện theo dõi. Những lưu ý quan trọng để phòng tránh lây nhiễm virus corona Cần rửa tay thường xuyên bằng các loại xà phòng sát khuẩn hoặc nước sát khuẩn tay nhanh để hạn chế vi khuẩn lây lan trong các hoạt động hàng ngày. Hạn chế đến chỗ đông người, những nơi như vậy thường khó lưu thông không khí, dẫn tới việc dễ dàng bị lây nhiễm bệnh. Ngoài ra các vật dụng bề mặt tại nơi công cộng bị rất nhiều người tiếp xúc có nguy cơ bị nhiễm khuẩn cao, do đó nên hạn chế đến những nơi đông người. Trong trường hợp bắt buộc phải đến những nơi đông người, hãy tự bảo vệ bản thân bằng cách mặc quần áo kín, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc và nói chuyện với người khác, nên giữ khoảng cách ít cách ít nhất 0,5 tới 1 m với người khác. Sát khuẩn bề mặt vật dụng thường ngày, điện thoại, máy tính, bàn làm việc, dây dép. Sử dụng khẩu trang y tế khi ra ngoài, tiếp xúc chỗ đông người. Chỉ dùng khẩu trang một lần, không dùng lại, nên rửa tay sạch sẽ trước khi đeo khẩu trang. Hạn chế tối đa sờ tay lên mặt, tay là con đường lây nhiễm vi khuẩn phổ biến nhất. Vi khuẩn có thể dễ dàng từ tay xâm nhập vào các bộ phận như mắt, mũi, miệng, tai. Do đó nên hạn chế sờ tay lên mặt và thường xuyên rửa tay tránh đi lại du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế, tránh tiếp xúc với người bị sốt ho. Súc miệng thường xuyên bằng các dung dịch chuyên dụng hoặc pha nước muối. Chỉ sử dụng các thực phẩm đã nấu chín trong thời điểm này, tuyệt đối không mua và giết mổ bất cứ động vật sống nào. Quý vị và các bạn thân mến, những lưu ý về dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng phòng chống dịch corona sẽ là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.